Bí ẩn vẽ yogi nổi tiếng nhất Ấn Độ với vẻ ngoài không tuổi. Được mệnh danh là một trong những người hướng dẫn yoga nổi tiếng nhất Ấn Độ, một yogi trường sinh và là nhà thông thái sống trên một ngọn núi. Ông ấy có đôi mắt sáng như một vị thần, tỏa ra một vẻ đẹp như đến từ thế giới khác. Có phải bạn nhìn thấy một thanh niên cường tráng mới ngoài 30 trong video hay không? Sự thật là ông ấy đã 90 tuổi. Gương mặt ông đã ngưng lão hóa kể từ rất lâu. Quanh năm suốt tháng, ông ấy chỉ sống ở một hang động nằm sâu trong rừng cùng với một con rắn. Người ta truyền tai nhau rằng ông có thể giao tiếp thân thiện với bất cứ loại dã thú nào, mặc dù chúng có thể làm hại ông. Nhưng chớ trêu thay, một người đáng kính như vậy cuối cùng lại bỏ mạng dưới tay con người. Theo Gali Baba, được mệnh danh là người đàn ông dạy yoga điển trai nhất Ấn Độ, ông được người dân Ấn Độ vô cùng tôn thờ và kính trọng. Cho đến tận ngày nay, ông vẫn nhận được nhiều sự tôn kính từ khắp nơi trên thế giới. Theo Gali Baba, sinh ra trong một gia đình nông dân, không ai biết chính xác ngày sinh của ông ấy. Chỉ biết rằng ông sinh ra vào khoảng năm 1884. Ông ấy chưa bao giờ đọc một quyển sách nào. Phần lớn thời gian của ông là dành để giúp đỡ cha mẹ công việc đồng áng. Năm lên 8 tuổi, ông ấy bắt đầu thể hiện đam mê thiền định của mình và trong lúc rảnh rỗi, ông ấy sẽ tìm những nơi yên tĩnh để tập trung tập luyện. Vào thời điểm trưởng thành, Theogali Baba đã sở hữu một thân thể mạnh mẽ cường tráng. Sau khi được mọi người động viên, ông bắt đầu ghi danh nhập ngũ. Nhưng Theogali Baba lại phát hiện rằng mình không thích cuộc sống quân ngũ. Sau 2 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông đã rời khỏi quân đội để theo đuổi một lối sống ẩn dật, giống như yoga. Theogali Baba đã gặp được một đạo sư ở Ấn Độ và bắt đầu luyện tập yoga dưới sự hướng dẫn của vị đạo sư này. Sau 3 tháng luyện tập, ông nghĩ rằng đạo sư có quá nhiều đệ tử. Thêm vào đó, những tiếng ồn được tạo ra từ hàng chục con bò ở khắp mọi nơi đã khiến cho ông bị một sự xáo trộn tinh thần khá lớn. Vì vậy, Theogali Baba đã quyết định rời đi để tìm một nơi ẩn náu hẻo lánh hơn. Sau nhiều tháng ngày tìm kiếm, Theogali Baba đã tìm được một nơi mà ông cho rằng nó là nơi lý tưởng để thiền định. Đó là núi Khẹt. Tuy nhiên nơi đây lại có quá nhiều du khách và quá nhiều sự can thiệp từ người dân xung quanh. Vì vậy, sau một thời gian ngắn ở lại Khẹt, một lần nữa, ông lại phải bắt đầu hành trình tìm kiếm nơi ẩn náu lý tưởng. Cuối cùng Theogali Baba đã tìm thấy một nơi cho ông cảm giác yên bình. Nhưng không lâu sau, ông lại cảm thấy nơi này khá bất tiện bởi thức ăn và nước uống nơi đây rất khó kiếm. Hạn chế này khiến Theogali Baba khó có thể thiền được trong một thời gian dài. Ông đã ngồi rất lâu bên dòng sông Hằng và suy nghĩ rằng mình phải đi đâu để có thể tìm được nơi tốt nhất để học hành và tập luyện. Vài ngày sau, trực giác mách bảo Theogali Baba tìm đến một ngọn núi và tại đó ông đã tìm được một người đàn ông sống trong hang động. Một ông lão có dáng người gầy guộc với mái tóc dài rời khỏi nơi đang ngồi và đến bên cạnh Theogali Baba, sau đó nói với anh rằng hang động hoàn hảo này là dành riêng cho Theogali Baba. Ông lão bí mật chỉ cho Theogali Baba một lỗ hổng được niêm phong bởi một tảng đá nằm bên trong. Hang động này bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và Theogali Baba thỉnh thoảng chỉ cần đi kiếm một số thức ăn trong khu rừng xung quanh. Vì mỗi ngày ông thiền định trong thời gian rất dài nên lượng thức ăn cần tiêu thụ là rất ít. Thức ăn tìm được một lần có thể dự trữ cho Theogali Baba đủ ăn trong vài ngày. Mỗi ngày trừ những thời gian ăn uống nghỉ ngơi, Theogali Baba lúc nào cũng ở trong trạng thái thiền định. Ông dành khoảng thời gian 2 tiếng để đi bộ một quãng đường dài khoảng 10 km như tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Công việc hàng ngày của ông đơn giản chỉ gồm việc thiền định, ăn uống, tập thể dục và dành thời gian tìm cách mở rộng hang động. Những người ở khu vực xung quanh thỉnh thoảng vào rừng hái lượm sẽ thấy Theogali Baba xuất hiện từ trong hang động. Tin tức về một hành giả yoga xuất hiện trong hang núi được lan truyền nhanh chóng. Một đồn 10, 10 đồn 100. Dòng người hành hương bất tận bắt đầu đến thăm, khiến Theogali Baba bị ảnh hưởng rất nhiều và phải đưa một thông báo nhờ mọi người có thể giới hạn thời lượng thời gian mà hành khách có thể gặp mặt và trò chuyện mỗi ngày. Đây là video còn sót lại duy nhất ghi lại bài giảng của Theogali Baba. Trong video, ông đeo một vòng hoa ở cổ, mái tóc tết gọn, đen dài, rũ xuống lưng và chạm đất. Xung quanh ông là một nhóm người đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu tự nhiên và mạnh mẽ của Theogali Baba. Sau khi nghe hết bài giảng, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi và Theogali Baba đã đưa ra tất cả câu trả lời.
khi nhắc đến Thewali Baba, một số người đã kể về phép lạ của ông ấy. Người ta nói rằng có hai người từ Đức đã từng đến thăm Thewali Baba và hỏi ông một số câu hỏi về vũ trụ. Trước khi trả lời câu hỏi, Thewali Baba đã siết chặt tay, rồi sau đó từ từ thả tay ra. Bỗng, một tầm nhìn quy mô thiên thể xuất hiện giữa hai bàn tay dang rộng, khiến cho hai người Đức cảm thấy kinh hoàng bởi những gì họ nhìn thấy. Sau đó, họ đã chạy xuống đồi và la hét dữ dội. Một lần khác, một trong những đệ tử của Thewali Baba bị bệnh nặng, đầu đau như búa bổ. Ngay khi anh ta nghĩ rằng mình không thể sống nổi nữa, thì đã nhìn thấy Thewali Baba ngồi bên cạnh giường mình. Ông nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lên trán. Sau đó, một chất lỏng màu trắng được hút ra khỏi đầu anh ấy và dâng đầy chiếc cốc. Sau đó, ông đã lập tức rời đi và người đệ tử này đã hoàn toàn khỏi bệnh. Một điều kỳ diệu nữa xảy ra khiến người đệ tử này không khỏi thán phục là Thewali Baba dễ dàng đi xuyên qua bức tường. Từ đó trở đi, câu chuyện về Thewali Baba có thể đi xuyên qua tường được mọi người tiếp tục lan truyền khắp Ấn Độ. Nhiều người cũng bị thuyết phục bởi những lợi ích mà yoga mang lại. Tuy nhiên, sự thật về những thông tin này vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào có thể chứng minh. Mọi người đều nói rằng Thewali Baba còn có thể giao tiếp với động vật. Ông có nuôi hai con rắn bên mình và chúng hoàn toàn không có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến ông ấy. Mặc dù những tin đồn này chưa được chứng minh, nhưng những người chỉ cần một lần tiếp xúc với Thewali Baba đều xác nhận ông ấy đúng là một người tuyệt vời. Từ ông tỏa ra một năng lượng vô cùng tích cực. Nhưng không may rằng, vào lúc 4 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 1974, Thewali Baba đã bị sát hại bởi một gã tâm thần với động cơ hoàn toàn là vì ganh tị. Vào thời điểm đó, Wali Babaji rất nổi tiếng và tên sát nhân này nghĩ rằng một khi Thewali Baba không còn xuất hiện trên cõi đời này, tất cả mọi người sẽ quay về và thuần phục hắn. Những sách vở báo chí sẽ tập trung viết về hắn, người đã hạ sát Thewali Baba. Nhiều người cho rằng Thewali Baba đã biết rất nhiều về tên sát nhân này và cũng nhận thức rõ sự ganh ghét, đố kỵ của hắn ta ngay từ những năm 1971, 3 năm trước lúc ông bị sát hại. Thewali Baba đã nói với các đệ tử của mình rằng trong tương lai, ông sẽ bị giết dưới tay người đàn ông đó. Thậm chí hai ngày trước khi sự việc xảy ra, Thewali Baba đã nhắc các đệ tử rằng linh cảm của ông từ 3 năm trước đã chuẩn bị ứng nghiệm. Nhưng các đệ tử không ngờ điều này thực sự xảy ra, thậm chí còn nhanh đến nỗi không kịp đề phòng. Hai ngày sau thông báo của ông, kẻ sát nhân mà ông dự đoán đã lấy mạng của Thewali Baba chỉ bằng một viên đạn. Cuối cùng, Thewali Baba được chôn cất ngay trong hang động nơi mình từng sinh sống và tu tập. Đến tận hôm nay, hàng nghìn tín đồ từ Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới vẫn thường đến hang động này để viếng mộ Thewali Baba vào ngày 2 tháng 12 hàng năm để tưởng nhớ ông. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.